Hello guys, I'm Mr. Fun. Trong thời điểm nào tôi có phóng đám bây giờ tôi quân của một cuộc mặt xăm được bóng phá hay hai ngày nít chỉ ngay cho một chọc nơi tụi một bánh cứ những thời điểm nào tôi thay có phóng nó ngay và lợi dương thời điểm mơ tôi đập hiệp tạm bóng thơ của bóng phía. Ok, enjoy. Okay, I am see you in the next video. Okay, bye.